Xin chào quý vị anh chị thân mến. Hôm nay chúng tôi rất vui khi tiếp tục quay lại một clip chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn cách kết nối giữa mic không dây và chiếc âm ly karaoke của chúng ta. Trước mắt quý vị anh chị các bạn đây chính là chiếc âm ly Jaguar Suzong PA2033 mã của Jaguar Suzong. Đây là một trong những dòng âm ly đời đầu và khá nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Và trong suốt nhiều năm vừa qua thì âm ly Jaguar Suzong đã là một cái tên được rất nhiều người biết đến và trở thành một cái tên nhắc đến nhiều nhất trong những năm về trước về với dòng âm ly Jaguar. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ một cái clip chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn cách chúng ta có thể là kết nối giữa mic không dây và chiếc âm ly. Từ chừng như câu hỏi này rất đơn giản, nhưng đối với những người mới sử dụng thì chúng ta chưa biết cách, chúng ta chưa một lần đầu tiên chúng ta chưa có thể nhìn thấy cái cổng kết nối của chiếc âm ly và của chiếc mic không dây như thế nào. Thì hôm nay chúng tôi sẽ làm sáng tỏ cho quý vị chị các bạn cách chúng ta có thể là đơn giản hóa những câu hỏi đó bằng cách chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn cách kết nối giữa mic không dây và chiếc âm ly. Như chúng ta có thể thấy rằng trước mặt quý vị anh chị và bạn đó chính là mặt sau của đầu phát của mic không dây và hai chiếc tay mic không dây. Thì trước tiên chúng ta cần kết nối các cái anten wifi của mic không dây và cái dây nguồn điện, cấp nguồn điện cho bộ mic đầu phát của mic không dây. Thì đi kèm với đó, mic không dây đó chính là một chiếc jack 6 ly, jack kết nối 6 ly, hai đầu 6 ly. Thì chúng ta có thể thấy đơn giản rằng ở trên mặt sau của đầu phát của chiếc mic không dây chúng ta sẽ có là sẽ có chiếc đây sẽ có cổng mix out, chúng ta cắm một đầu vào. Trường hợp này tôi đang thao tác một tay nên là quý vị chỉ bạn thông cảm. Còn dây đầu dây còn lại chúng ta sẽ đi tìm một cái vị trí tương ứng để chúng ta có thể cắm vào. Đây có chữ mic 1 và mic 2, chúng ta cắm được cổng nào cũng được nhé. Chúng ta cứ thấy cổng mic 1, mic 2 chúng ta cắm là đều ok hết. Ok, vậy là chúng ta đã kết nối thành công giữa chiếc mic không dây của chúng ta với chiếc âm ly karaoke, bất kỳ dòng âm ly karaoke nào, không cứ là dòng âm ly đầu âm ly Jaguar 2003 mà chúng ta có thể áp dụng phương pháp này cho các dòng âm ly như âm ly 506. Tất cả các dòng âm ly trên thị trường chúng ta đều có thể áp dụng được cách phương pháp này. Phương pháp này chúng ta chỉ cần quan tâm đến đó chính là hai đầu jack 6 ly của mic và của chiếc âm ly thì hoàn toàn chúng ta có thể là kết nối một cách rất là chính xác. Hy vọng rằng cái video chia sẻ cách kết nối giữa mic không dây và chiếc âm ly sẽ giúp ích cho quý vị anh chị các bạn là đang tìm cách kết nối. Chúng ta mới mua chiếc mic không dây về, bộ mic không dây về và chúng ta đang tìm cách kết nối thì video này sẽ giúp ích cho quý vị anh chị và bạn chúng ta kết nối một cách chính xác và chính xác và ok hơn. Nếu quý vị anh chị và bạn thấy video hữu ích, có thể ấn like và subscribe để cho chúng tôi có những thêm động lực để chia sẻ đến quý vị anh chị và bạn những clip tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và bạn trong clip tiếp theo chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.